Chào các bạn, hôm nay mình sẽ hướng dẫn về tuổi Lữ. Sinh năm 1998, Mậu Dần. Mệnh là thành đầu thổ, mệnh thổ này. Huy cung bát trạch của nam sinh là cung tứ tốn, đối với nữ nhé. Của nam giới sẽ là cung nhị khôn này. Nữ 1998, Mậu Dần kết hôn với nam. Sinh năm 1998, Mậu Dần này. Và thiên can này, Mậu với Mậu bình hòa này. Ngũ hành của nam sinh này, thổ với thổ bình hòa này. Địa chi của nam sinh này, Dần với Dần bình hòa này. Phi cung bát trạch của nam sinh được cung ngũ quỷ này. Phi cung bát tự nữ tài của nam sinh được cung tuyệt mệnh này. Hai tuổi này đại hung xấu này. Nữ 1998, Mậu Dần kết hôn với nam sinh năm 1998, Mậu Dần cùng nam sinh xấu. Nữ 1998, Mậu Dần kết hôn với nam sinh năm 1997, đinh sửu này. Và thiên can này, đinh với mậu không xung không phá này. Ngũ hành của nam sinh này, thổ khắc thủy này. Vợ khắc chồng này, địa chi của nam sinh này, sửu với Dần không xung không phá này. Phi cung bát trạch được cung phúc đức này. Phi cung bát tự nữ tài của nam sinh được cung phúc đức tiếp này. Hai tuổi này thượng kết tốt này. Nữ 1998, Mậu Dần kết hôn với nam sinh năm 1997, đinh sửu tốt. Nữ 1998, Mậu Dần kết hôn với nam sinh năm 1996, bính tý này. Và thiên can này, bính với mậu không xung không phá này. Ngũ hành của nam sinh này, thổ khắc thủy này, vợ khắc chồng này. Địa chi của nam sinh này, tí với Dần không xung không phá này. Phi cung bát trạch được cung phụng vị này. Phi cung bát tự nữ tài được cung sinh khí này. Hai tuổi này thượng kết tốt này. Nữ 1998, Mậu Dần kết hôn với nam sinh năm 1996, bính tý tốt. Nữ 1998, Mậu Dần kết hôn với nam sinh năm 1995, Ất Hợi này. Và thiên can này, Ất với mậu không xung không phá này. Ngũ hành của nam sinh này, hỏa sinh thổ này. Chồng sinh vợ này. Địa chi của nam sinh này, Dần thân tỵ hợi tứ hành xung này, địa chi xung này. Phi cung bát trạch được cung ngũ quỷ này. Phi cung bát tự nữ tài của nam sinh được cung thiên y này. Hai tuổi này đại hung xấu này. Nữ 1998, Mậu Dần kết hôn với nam sinh năm 1995, Ất Hợi xấu. Nữ 1998, Mậu Dần kết hôn với nam sinh năm 1994, Giáp Tuất này. Và thiên can này, giáp ni mậu phá nhau này. Ngũ hành của nam sinh này, hỏa sinh thổ này, vợ sinh chồng sinh vợ này. Địa chi của nam sinh này, Dần ngọ tuất được tam hợp địa chi tuổi này. Phi cung bát trạch được cung tuyệt thể này. Phi cung bát tự nữ tài được cung tuyệt thể tiết này. Hai tuổi này kém xấu này. Nữ 1998, Mậu Dần kết hôn với nam sinh năm 1994, Giáp Tuất xấu này. Nữ 1998, Mậu Dần kết hôn với nam sinh năm 1993, Quý Dậu này. Và thiên can này, quý với mậu được thế nhị hợp này. Ngũ hành của nam sinh này, thổ sinh kim này, vợ sinh chồng này. Địa chi của nam sinh này, rộng với Dần không xung không phá này. Phi cung bát trạch được cung du hồn này. Phi cung bát tự nữ tài được cung phụng vị này. Hai tuổi này tốt này. Nữ 1998, Mậu Dần kết hôn với nam sinh năm 1993, Quý Dậu tốt. Nữ 1998, Mậu Dần kết hôn với nam sinh năm 1992, Nhâm Thân này. Và thiên can này, Nhâm mê mậu phá nhau này. Ngũ hành của nam sinh này, thổ sinh kim này, vợ sinh chồng này. Địa chi của nam sinh này, Dần thân tỵ hợi tứ hành xung này, địa chi xung này. Phi cung bát trạch của nam sinh là cung tuyệt mệnh này. Phi cung bát tự nữ tài của nam sinh là cung thiên y này. Hai tuổi này đại hung xấu này. Nữ 1998, Mậu Dần kết hôn với nam sinh năm 1992, Nhâm Thân xấu này. Nữ 1998, Mậu Dần kết hôn với nam sinh năm 1991, Tân Mùi này. Và thiên can này, Tân mê mậu không xung không phá này. Ngũ hành của nam sinh này, thổ với thổ bình hòa này. Địa chi của nam sinh này, Mùi với Dần không xung không phá này. Phi cung bát trạch được cung thiên y này. Phi cung bát tự nữ tài được cung ngũ quỷ này. Hai tuổi này đại hung xấu này. Nữ 1998, Mậu Dần kết hôn với nam sinh năm 1991, Tân Mùi kém xấu. Nữ 1998, Mậu Dần kết hôn với nam sinh năm 1990,
canh ngọ này, và thiên can này, can biên mậu không xung không phá này, ngũ hành của năm sinh này, thổ với thổ bình hòa này, địa chi của năm sinh này, dần ngọ tuất được tam hợp địa chi tuổi này, phi cung bát trạch được cung sinh khí này, phi cung bát tự nữ tài được cung du hồn này, hai tuổi này tốt này, thượng kết này, nữ 1998 mậu dần, kết hôn với nam sinh năm 1990 canh ngọ tốt. Nữ 1998 mậu dần kết hôn với nam sinh năm 1989 kỷ tỵ này, và thiên can này, kỷ với mậu không xung không phá này, ngũ hành của nam sinh thổ khắc mộc, mộc khắc thổ, quyền mộc khắc thổ, chồng khắc vợ này, địa chi của nam sinh này, thìn với dần không xung không phá này, địa chi của nam sinh là tỵ với dần tứ hành xung này, địa chi xung này, dần thân tỵ hợi tứ hành xung địa chi xung nhé. Phi cung bát trạch được cung ngũ quỷ này, phi cung bát tự nữ tài là cung tuyển bệnh, hai tuổi này xấu đại hung này. Nữ 1998 mậu dần kết hôn với nam sinh năm 1989 kỷ tỵ xấu. Nữ 1998 mậu dần kết hôn với nam sinh năm 1988 mậu thìn này, và thiên can này, mậu với mậu bình hòa này, ngũ hành của nam sinh này, mộc khắc thổ này, chồng khắc vợ này, địa chi của nam sinh thìn với dần không xung không phá này, phi cung bát trạch được cung phúc đức này, phi cung bát tự nữ tài được cung phúc đức tiếp này, hai tuổi này thượng kết tốt này. Nữ 1998 mậu dần kết hôn với nam sinh năm 1988 mậu thìn tốt này. Nữ 1998 mậu dần kết hôn với nam sinh năm 1987 đinh mão này, và thiên can này, đinh với mậu không xung không phá này, ngũ hành của nam sinh này, hỏa sinh thổ này, chồng sinh vợ này, địa chi của nam sinh này, mão với dần không xung không phá này, phi cung bát trạch được cung phụng vị này, phi cung bát tự nữ tài được cung sinh khí này, hai tuổi này thượng kết tốt này. Nữ 1998 mậu dần kết hôn với nam sinh năm 1987 đinh mão tốt. Vừa nãy là mình đã nói qua 10 tuổi nữ, từ nữ 1988 mậu dần mệnh là thành đầu thổ, phi cung là của nam sinh là cung tứ tốn, kết hôn với các tuổi nam từ năm 1998 cùng nam sinh đến năm 1987 đinh mão, đấy là con 10 tuổi tốt xấu mình đã nói cho mình hết cả rồi. Các bạn cố ý là chú ý lắng nghe nhé, tiếng hơi khó nghe một tí. Đấy là mình chia sẻ về những gì mình biết không? Các bạn thấy hay thì đăng ký kênh cho nhé. Chào mọi người nhé.